Nước me mình bỏ vào nước, mình dầm ra, nước nóng, mình sẽ dầm ra được một chén như vậy. Mình đổ vào mình khoan. Mình rang đều. Hôm nay lúa cắt rồi. Lúa cắt rồi nè, bây giờ ở đây có đào một cái đường mương này là chắc có cua nhiều nè các bạn ơi. Ồ. Bỏ đèn cho em xuống. Em chưa xuống được. Cá lồng tông. Ây da. Chết. Đây có đường mương nha các bạn ơi, cái này rồi có thể là có cua xuống đó. Lúa này nước nó rút rồi nè. Đầu làm người ta đầu cái rãnh có nước á. Chắc cái trên này chắc không có đâu các bạn. Trên đây nó khô hết rồi. Rồi mình đi. Rồi cái đầu lúa cái mới cắt nè. Mình quay trở lại. Ồ, lúa mới cắt toàn cỏ xanh lè. Trời tối đen như mực. Thấy không? Đi xa xa có cái nhà. Thì mình đi ngược lại theo cái vuông này. Gọi xét đây thử anh có không? Nước gì cũng không có cua ha. Chưa phát hiện cô nữa hả? Cá nó chạy kìa. Cá nó chạy quá trời, nhái rồi không? Đây nè, cua nè. Đây là một con. Một con cua. Wow. Một em. Rồi. Rồi. Con gì kìa, phải không? Phải không? Không phải. Không phải hả? Phải cua không? Đen đen tưởng đồng cua chứ. Có cái hàng này. Hàng này chắc hàng còng gì vậy? À. Ồ, ghê quá, nhìn ghê quá. Ghê. Bờ này mà không nước. Đây con nè. Tao đây đang coi. Rồi rồi. Rồi dần dần. Dính đây rồi nha. Đó. Rồi. Đây ô. Cua này vậy tí làm gì ta? Nướng hả? Làm đủ món đó. Có đồng. Đây 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 đây. Đây 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 để em quay đây. Đâu nó đâu? Đang bò kìa, quay cận cảnh luôn. Thôi. Wow. Ba em đi nhé. Ừ. Cũng nhiều quá ha. Nước cạn này thấy nó hết. Phải không anh? Nước cạn là thấy hết. Cát không thông, cát không thông. Cát làm tông thì chụp luôn được không? Cua con. Cá lồng tông quá trời luôn. Thấy không? Quen thấy cá lồng tông không? Thấy. Nè. Thấy không? Để dở cái bọc nó lên một cua. Đây đây. Kìa, trời nó nằm ở đó luôn kìa. Ồ, càng to dữ.
là tới hang rồi. Móc ra có cuông nữa mình. Hay là có nước không cũng có cuông. Chắc cứng quá. Học được không? Ghê quá. Con gì mà quậy được nước luôn. Nó chạy ra xa. Ui, nó chạy ra xa rồi. Kìa nó nha. Con cá gì bự á. Ui, cô kìa. Nó chạy. Quá đã. Nó chạy. Nó chạy đục nước luôn kìa. Đây. Wow. Đường rảnh này tưởng đâu không có cũng có ha. Cái đào cái mương này chủ yếu là để làm thoát nước cá rồi nó xuống đây. Đây đó. Thấy có để em quay gần nó thử. Kìa. Nó lên bờ. Em quay cận cảnh luôn. Nó lên bờ. À thôi. Ồ. Đó đâu này con. Ủa. Kìa, hình như ở đây đâu không? Đấy. Phải không? Đèn từ nó hết. Cá lồng tông thì nhiều như số. Đây, nó nằm đây nè. Nó đang xì luôn á. Ôi, con cá gì nữa nè. Con cá gì nè. Con cua nè, cua gì nè. Bắt cua ra đây cái đi. Đây. Để mò. Con cá nữa. Con cá gì vậy? Nó chạy ở đây. Chín anh. Ôi là đắng hay gì đó. Nó chạy lại đây rồi nè, sao á. Con nó chạy tuốt đây luôn rồi. Đang xì vậy. Tới đó còn không? Đem bắt em. Game ra bài. Anh đâu. Nó chạy. Càng kia. Càng to quá nha. Còn nước đục nó đen khó thấy nó quá. Nó tiệp cái màu. Đây thấy không? Hết cái đường kinh rồi. Thấy không? Ồ, nè. Ồ. Kìa, nó rơi rồi trời. Trong đây có trũng nè. Nước nhiều quá chắc nó dưới luôn không. Sống luôn á. Tối hù rồi các bạn. Tối lúa cắt hết rồi. Nhìn trời toàn sao không thấy được gì đâu. Hôm nay chúng ta sẽ làm món là cua đồng rang me.
làm nóng chảo lên, sau đó mình sẽ cho dầu ăn nha. Dầu nóng lên mình cho tỏi băm vô, khi vàng tỏi lên bây giờ tỏi của mình đã bắt đầu vàng và thơm lên rồi, thì mình sẽ cho cái hỗn hợp gạch cua lúc nãy mình lấy vào mình xào lên. Xào lên xong mình cho cua vào. Quá thơm. Bột ngọt. Mình xào cua cho cua bắt đầu đổi màu vàng hồng đều lên. Giờ cua đã có màu rồi thì mình sẽ cho nước me vào. Nước me mình bỏ vào nước, mình dầm ra, nước nóng mình sẽ dầm ra được một chén như vậy. Mình đổ vào mình ram được. Có thể vị béo của gạch cua nữa.